Xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của bóng đá STV trong buổi sáng sớm ngày hôm nay, ngày 25 tháng 10. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa qua thì câu lạc bộ Hà Nội FC đã thua 3 trận liên tiếp và gần như là họ sẽ không còn cơ hội nào để vượt qua được vòng bảng của cúp C1 châu Á cả. Cụ thể là buổi tối ngày 24 tháng 10 thì câu lạc bộ Hà Nội FC khi mà bị tới tận 2 thẻ đỏ thì cuối cùng họ đã để thua với tỷ số 1-2 trước một câu lạc bộ của Trung Quốc tại lượt trận thứ 3 của vòng bảng AFC Champions League. Thực tế thì trận đấu này thì câu lạc bộ Hà Nội FC cũng đã thi đấu rất nỗ lực, mặc dù ở ngay những phút đầu tiên thôi thì bên phía câu lạc bộ Hà Nội FC đã bị truất quyền thi đấu một ngoại bình rồi, thế nhưng sau đó họ vẫn cố gắng kiên cường để tiếp tục thi đấu. Thế nhưng với việc là thứ nhất thi đấu ở trên sân khách và thứ hai nữa thì lại phải thi đấu thiếu người, cho nên mặc dù là câu lạc bộ Hà Nội FC có cố gắng đi chăng nữa thì cuối cùng họ vẫn phải nhận thất bại chung cuộc với tỷ số đó là 1-2. Và như vậy thì đây cũng là trận đấu thua thứ 3 liên tiếp của câu lạc bộ Hà Nội FC tại đấu trường AFC Champions League rồi, sau các trận thua trước Pohang Steele và Urawarit. Và lúc này với 0 điểm thì đội bóng thủ đô hiện nay đang xếp thứ 4 chung cuộc tại bảng G. Và hiện nay thì cái cơ hội và cái cánh cửa đi tiếp với câu lạc bộ Hà Nội FC đang thực sự là vô cùng hẹp. Đây quả thực là một trận đấu có thể nói rằng rất nỗ lực, thế nhưng cũng là rất khó khăn dành cho đội bóng của nhà Bảo Hiển. Một trận đấu mà câu lạc bộ Hà Nội FC đã chơi không đến nỗi nào, thế nhưng rõ ràng là những ngoại binh dường như vẫn là một vấn đề rất lớn dành cho Hà Nội FC ở trong thời điểm này. Vì vậy mà hiện nay thì với việc là qua 3 trận toàn thua thì cơ hội của câu lạc bộ Hà Nội FC tại đấu trường C1 Cúp châu Á thực sự đang là một cái điều gì đó vô cùng mong manh, gần như sẽ không còn cơ hội nữa. Và chứng kiến về câu chuyện này thì chúng tôi cũng đọc được khá nhiều những cái bình luận. Rất nhiều bình luận cũng đã có những lời động viên và cho rằng đó là việc câu lạc bộ Hà Nội FC đã thi đấu tốt. Thế nhưng bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều nhắc đến bầu đức của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Thực tế hiện nay thì với Hoàng Anh Gia Lai họ đang trải qua một cái mùa giải thì cũng tương đối là khó khăn. Mặc dù thì họ vẫn trụ hạng sớm, tôi nhớ không nhầm là 2 vòng đấu tại V-League vừa qua. Thế nhưng việc hiện nay thì Hoàng Anh Gia Lai vẫn đang phải rất chật vật, rất vất vả với cuộc đua trụ hạng. Và đặc biệt ở mùa giải năm nay, ở trong bản tin trước thì chúng tôi cũng có đưa rồi, đó là câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai của Bồ Đức chỉ có 2 ngoại binh thôi. Và Kietesak cũng đã tiết lộ một câu chuyện cũng khá là buồn, đó là hiện nay thì vấn đề tài chính của Bồ Đức đang gặp rất nhiều khó khăn. Còn trong bản tin trước chúng tôi cũng đã gửi đến quý vị và bạn một cái thông tin liên quan đến bầu Đức. Thì nhiều người có nói với tôi rằng là tại sao nhiều kênh họ có nói rằng là bầu Đức đang có một cuộc gặp gỡ với huấn luyện viên và đang sẵn sàng để trả tiền lương cho bên người Hàn Quốc để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Thì chúng tôi đã nói rất nhiều rồi, đây là một thông tin chắc chắn là gần như sẽ không chính xác đâu. Bởi thứ nhất là hiện nay bầu Đức cũng không còn dính dáng gì với câu chuyện liên quan đến cái sự việc của mình, công việc của mình bên phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam giống như là khoảng hơn 5 năm trước đây nữa. Và thứ hai, hiện nay mọi thứ đang khác đi khá là nhiều. Bởi với bầu Đức hiện nay thì ông ấy cũng đang chăm lo rất nhiều dành cho đội bóng của mình, đó là Hoàng Anh Gia Lai. Và đương nhiên thì bầu Đức cũng đang rất mong muốn tiếp sức dành cho bóng đá Việt Nam. Nhưng hiện nay vấn đề về mặt tài chính đối với bầu Đức giống như những gì mà chính huấn luyện viên Kietesak cũng đã chia sẻ, đang cực kỳ khó khăn. Vì hiện nay tôi nghĩ rằng cái mong muốn là cổ động viên bóng đá Việt Nam muốn bầu Đức tiếp tục trở lại làm một cái điều gì đó để cứu cho bóng đá Việt Nam trải qua một cái giai đoạn khó khăn, từ bóng đá nam đến bóng đá nữ, từ cấp độ của đội tuyển quốc gia cho đến cấp độ U23 rồi cấp độ trẻ, mà giờ đây là các câu lạc bộ tại V-League nữa cũng đang gặp vô vàn những khó khăn. Thực sự là chúng ta đang trải qua một cái năm mà bóng đá Việt Nam đang rất nhiều khó khăn, từ đội tuyển quốc gia cho đến các câu lạc bộ. Vì vậy mà mong muốn của các cổ động viên thì cũng là điều đương nhiên thôi. Thế nhưng một câu chuyện lại một chút liên quan đến Hoàng Anh Gia Lai, thì mặc dù hiện nay rõ ràng là Hoàng Anh Gia Lai cũng như Bồ Đức cũng đang gặp rất nhiều khó khăn về mặt tài chính, cũng như bóng đá Việt Nam của chúng ta cũng gặp rất nhiều những cái khó khăn tương tự như vậy. Nhưng nhắc về câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ở cái hành trình AFC Champions League 2022, cũng ở cái thời điểm đó thì Hoàng Anh Gia Lai cũng thi đấu rất khó khăn tại V-League, một mùa giải mà tưởng chừng như là Hoàng Anh Gia Lai có thể lên ngôi vô địch. Nhưng sau đó thì ở năm đó thì Covid-19 nó hoành hành, cho nên Hoàng Anh Gia Lai đã không thể có được cái điều mình muốn được. Và cũng trong một cái năm mà kinh tế cũng vô cùng khó khăn dành cho đội bóng của Bồ Đức cũng như cá nhân của ông ấy, nhưng cuối cùng thì Hoàng Anh Gia Lai với việc là thi đấu thực sự quật cường, và đặc biệt đó là thi đấu với cái tinh thần màu cờ sắc áo của không chỉ là câu lạc bộ đâu, mà là tinh thần màu cờ sắc áo của cả đội tuyển, của cả quốc gia, thì cuối cùng họ đã làm lên những điều thần kỳ tại đấu trường AFC Champions League vào năm 2022.
Khi đó thì Vincent Sắc sau khi mà nhớ lại những khởi đầu của Hoàng Anh Gia Lai thì ông ấy đã nói như thế này. Khi mà lá thăm đưa Hoàng Anh Gia Lai rơi vào bờ đấu này thì một số vận động viên và rất nhiều tờ báo có nói với chúng tôi rằng là sẽ không giành được bất cứ một điểm số nào tại đấu trường FC Champions League. Thế nhưng cuối cùng thì chúng tôi đã giành tới tận 5 điểm và đó là minh chứng cho sự nỗ lực của cả toàn đội. Và thực sự thời điểm đó thì lá thăm may rủi đã đưa đội bóng Hoàng Gia Lai của Bồ Đức vào một bảng đấu thực sự là vô cùng khó khăn. Đó là câu lạc bộ Jeonbuk Hyundai Moto ở nhóm 1 với 9 lần vô địch Hàn Quốc trong 13 năm. Rồi tiếp tục đó là Yokohama FC Marinos ở nhóm số 2 với ngôi Á quân ở Nhật Bản, cùng Sydney FC ở nhóm số 3 với tư cách là đương kim Á quân của Australia. Điều đó cho thấy được rằng là toàn những đội bóng mạnh thôi đúng không ạ? Và việc ra mặt với các đội bóng vô địch rồi Á quân của ba nền bóng đá được coi rằng mạnh nhất ở khu vực châu Á, đó đương nhiên là một thử thách rất lớn dành cho thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate. Thế nhưng cuối cùng thì không ai có thể tưởng tượng được rằng là Hoàng Anh Gia Lai là có thể thi đấu hay đến như vậy. Khi mà nhìn câu lạc bộ Hà Nội FC hiện nay họ đang thi đấu tại FC Champions League năm 2023 này thì chúng ta mới thấy được rằng với bất cứ một đội bóng nào muốn thi đấu tốt thì phải đầy đủ các yếu tố kinh nghiệm, độ dày về lực lượng và chất lượng của các ngoại binh. Và để nhắc về câu chuyện của Hoàng Anh Gia Lai vào năm 2022 thì tất cả ba yếu tố này Hoàng Anh Gia Lai đều gần như là không có. Kinh nghiệm của Văn Toàn cùng đồng đội ở sân chơi quốc tế cấp câu lạc bộ đó là con số 0. Bởi trong những năm vừa qua thì Hoàng Anh Gia Lai chỉ quanh quẩn cho cái cuộc đua nó trụ hạng tại V-League thôi. Trong khi đó thì các đội bóng hiện nay như là Viettel, Hà Nội FC hay là Bình Dương, Sông Lam Ngàn trước đó thì họ cũng thi thoảng được tham dự đấu trường này. Và Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa thể vươn tầm ra châu Á được. Một điều thực sự vô cùng khác biệt khi mà thi đấu tại V-League, đội bóng của đội Đức gặp vô vàn những khó khăn. Có những thời điểm tưởng chừng như họ cũng có thể là tạo nên những câu chuyện, thì cũng có khá nhiều những lý do. Một trong số đó thì cũng liên quan đến công tác trọng tài, cũng đã khiến cho Hoàng Anh Gia Lai cũng khá nhiều lần đã phải ố hận và cuối cùng không thể có được cái điều mình mong muốn, đó là có ít nhất là một lần lên ngôi vô địch tại V-League cho cái thời điểm trước khi mà họ giành được vào năm 2004 thì phải. Và câu chuyện vừa qua liên quan đến Hoàng Anh Gia Lai khi mà thời điểm đó thì Văn Toàn vẫn còn thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai và cậu ấy đã tuyên bố một cách rất mạnh mẽ như thế này. Đó là Hoàng Anh Gia Lai không dự đấu trường FC Champions League để đá giao hữu cho vui rồi đi về. Mà khi đó thì không có nhiều người tin rằng là đội bóng phố núi có thể chơi sát với đội bóng mạnh nhất châu Á đến như vậy. Phải chơi với một độ thực sự là quá dày đặc khi mà trong 15 ngày thôi thì Hoàng Anh Gia Lai phải thi đấu tới tận 6 trận trước những đối thủ rất mạnh, có xác suất vượt qua vòng bảng gần như là quá thấp và có thể nói rằng cơ hội giành được kể là 1 điểm ở cái bảng đấu đó thôi với nhiều người đó là một sự xa xỉ. Thế nhưng cuối cùng thì mọi thứ không phải là như vậy. Huấn luyện viên Kesak không cho phép học trò nghĩ rằng là với Hoàng Anh Gia Lai thì chúng ta không thể làm nói chuyện. Và thời điểm đó tôi mới có nói như thế này: trước khi đưa dự FC Champions League thì không ai biết Hoàng Anh Gia Lai là ai cả. Thế nhưng giờ họ đã biết chúng tôi rồi. Tôi luôn dặn cầu thủ rằng sẽ có rất nhiều tuyển trạch viên và câu lạc bộ quốc tế sẽ theo dõi giải đấu này. Và như vậy là sau 6 trận thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã có được 5 điểm, đứng thứ 3 chung cuộc. Thầy trò huấn luyện viên Kesak đã giành được 1 chiến thắng và 1 trận hòa trước Sydney FC, cầm chân được Jeonbuk ở trận đấu lượt về và chỉ thua ở phút bù giờ trong trận đấu lượt đi thôi. Thua với tỷ số như vậy với một cái thế trận trước một đội bóng như là Yokohama rõ ràng là một điều rất đáng mơ ước với bất cứ một đội bóng nào. Thông thường nếu như trận đấu đầu tiên không thể thành công thì với đội bóng giống như Hoàng Anh Gia Lai với việc bị đánh giá thấp hơn khá nhiều thì có lẽ rằng họ cũng chỉ chơi một trận đấu nào đó cho xong thôi, biết trận đấu đó thôi. Thế nhưng cuối cùng từ việc là Hoàng Gia Lai thua ở lượt đi đến hòa tại lượt về với Jeonbuk và từ hòa lượt đi đến việc là thắng lượt về trước câu lạc bộ Sydney FC. Như vậy là với khát vọng, đó là thứ tư tưởng tưởng như là đã khá là nguội lạnh với Hoàng Gia Lai sau rất nhiều năm không thành công. Thì thời điểm đó với huấn luyện viên Kesak và những cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai với cái tinh thần có thể nói rằng rất tuyệt vời và đặc biệt là bàn tay huấn luyện rất dị biệt của huấn luyện viên Kesak thì ông ấy đã thổi bùng lên cái khát vọng chiến đấu dành cho tất cả những cầu thủ. Và đặc biệt đó chính là sự dũng cảm, sự gan dạ đến mức liều lĩnh và đặc biệt đó chính là màu cờ sắc áo không chỉ là của Hoàng Gia Lai đâu mà đó chính là màu cờ sắc áo của bóng đá Việt Nam. Khi đó đã giúp cho đội bóng Phố Núi tìm ra được những hy vọng mà chúng ta đã tạo ra những cơn sốt thực sự tại FC Champions League vào năm 2023. Đó là một kỷ niệm tôi nghĩ rằng không thể nào quên được, không chỉ là với cổ động viên của Hoàng Anh Gia Lai
mà đó là những kỷ niệm không thể nào quên đối với nhiều các cầu thủ viên của tất cả những câu lạc bộ khác, kể cả là với rất nhiều các câu lạc bộ như Hà Nội FC, Viettel hay là Sông Lam Nghệ An, rất nhiều các đội bóng khác nữa đúng không ạ? Vì vậy mà nhiều người hiện nay tôi nghĩ rằng là cái mong muốn Bầu Đức sẽ tiếp tục quay trở lại để làm một cái điều gì đó giúp cho bóng đá Việt Nam quay trở lại với cái guồng quay, thì tôi nghĩ rằng đó cũng là một điều rất là đáng khích lệ thôi. Hy vọng rằng là Bầu Đức cũng sẽ vượt qua những cái thời điểm khó khăn như thế này, về câu chuyện về mặt tài chính khó khăn như thế, và Bầu Đức sẽ làm được cái điều gì đó tiếp tục để giúp cho bóng đá Việt Nam chúng ta trở lại giống những gì mà ông ấy đã làm được khi mà đưa ông Park Hang-seo tới đây vào năm 2017 và mang đến một trang sử mới dành cho bóng đá Việt Nam được không ạ? Còn quý vị và các bạn nhận xét như thế nào với những thông tin mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay, thì hãy để lại cho chúng tôi một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay nhé. Xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.